Chào các bác nhé, tiếp tục khởi đầu một ngày mới, buổi sáng mới. Chúc các bác gặp nhiều may mắn. Thợ em lại đi bàn giao máy mới cho khách hàng. Đấy. Máy loại gì em có nhé các bác nhé. Đấy, riêng là về mùa này vẫn là điều hòa, máy giặt, mưa này. Thì một lát nữa em vẫn còn mấy chiếc máy giặt, anh em nào có nhu cầu liên hệ thì những cái mặt hàng gì cứ tiếp tục lại liên hệ cho em nhé. Đây, trong này em vẫn còn ít máy nữa anh em nào, thôi em cứ nói sơ qua đây để cho anh em nào có nhu cầu thì liên hệ, còn những mặt hàng khác các bác cứ đặt hàng. Vì cái lượng nhà em nó hơi chật nên là không chứa hết ở đây được, nên anh em nào có nhu cầu gì cứ liên hệ. Bởi vì những cái đơn đặt hàng của em vẫn còn khá là dài và nhiều, nhưng tuy nhiên thì vẫn phục vụ cho các bác này là vẫn thiện chí để đặt hàng tiếp tục để ủng hộ cho em. Đấy, mưa gió này thì rửa bao máy rửa bát này. Đấy, rửa bát đây, giới thiệu các bác còn máy rửa bát. Đấy, con này vệ sinh rồi. Đấy. Hiện đây thì em cũng không lôi ra, nhưng máy hàng đẹp xuất sắc, em chỉ bán hàng đẹp thôi. Đấy, điều hòa này. Điều hòa vẫn còn một ít nữa để phục vụ cho các bác. Đấy, còn bếp từ em đây, em chưa vệ sinh này. Đấy, bếp từ này. Đấy, máy rửa bát này, còn những cái dòng cao cấp thì xong việc này em mới tiếp tục một vài ngày tới em mới có thời gian để vệ sinh máy rửa bát để đăng lên cho các bác có nhu cầu thì liên hệ. Đây vẫn còn 3 chiếc máy giặt này, một con VX 8002, một con VX 7000 và một con VX 7002 nhé. Đấy, vậy các bác có nhu cầu thì alo. Đây toàn những hàng đẹp tuyển chọn, những ba con này em đã vệ sinh test giặt hết rồi. Đấy, anh em nào có nhu cầu thì cứ liên hệ. Đấy, máy giặt rồi. Đấy rồi, thôi buổi sáng em làm clip ngắn rồi, anh em nào có nhu cầu gì thì liên hệ. Vâng, xin chào các bác.